Dạ, chào các bác nhé. Hôm nay em Hương giới thiệu đến các bác hai cái mẫu bếp của Rinnai, một mẫu đời thấp và một mẫu đời cao để cho các bác lựa chọn ạ. Các bác có thể tham khảo cái chiếc bếp này rồi mình quyết định là có mua hay không cả nhà nhé. Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hương Bùi Nhật Bãi. Các bác vào xem bếp thì cho em Hương xin một nút like, một bình luận và một đăng ký kênh ạ. Hôm nay em Hương giới thiệu đến các bác hai cái mẫu bếp Rinnai. Đây ạ, một chiếc đều mặt màu đen hết các bác nhé. Hai chiếc bếp mặt men màu đen, một chiếc mặt đen thân màu xám. Chiếc này là chiếc đời thấp ạ, chiếc này đời 2013. Chiếc này em Hương bán với giá là 1,9 triệu các bác nhá. Đấy, báo giá đầu video cho các bác luôn. Rồi bác nào mà quan tâm tới cái mẫu nào thì các bác có thể theo dõi thêm video. Còn nếu mà không quan tâm thì cũng không mất thời gian của các bác. Rồi tiếp theo cái mẫu thứ hai này, mặt đen và thân nó là thân màu nâu ghi các bác ạ. Nó cũng không phải là màu đen đâu, nó là màu nâu ghi. Chiếc bếp này đời 2018 các bác ạ. Đời 2018 em ơi bán với giá là 2,2 triệu các bác nhé. 2,2 triệu 2018. 2013 thì 1,9 triệu thôi ạ. Thực ra thì chất lượng của hai cái bếp này thì nó giống nhau cả thôi, nhưng mà cái chiếc bếp đời cao thì em Hương vẫn phải bán giá cao hơn để bù lại những với cái chiếc bếp đời thấp. Còn chất lượng của nó thì giống nhau các bác nhé, chất lượng giống nhau. Đấy, bác nào quan tâm tới cái dòng bếp nào thì liên hệ em theo số là 0359 014 200. Đầu tiên là em Hương sẽ đi vào cái chiếc bếp đời 2013 này đi ạ. Đúng vặn các bác nhé, đúng vặn thì các bác ấn vào vặn ngược chiều kim đồng hồ. Đây các bác nhé, các bác ấn vào này vặn ngược chiều kim đồng hồ, lửa nó lên rất là nhanh, lửa lên rất là nhanh và rất là xanh thôi. Các bác nhớ là ấn vào các bác nhé, ấn vào xong mình vặn, không là sẽ các bác sẽ làm gãy cái núm, không vặn được đâu. Mình ấn vào này, tại vì em đang để trên cái bàn xoay nên là nó hay chạy đi chạy lại. Đấy, lửa rất là xanh các bác này. Quay cho các bác xem cái thành vách của cái bếp này nhá. Đây, 2013, tháng 1 2013. Mặt bên hông này nó là sơn tĩnh điện, sơn ô tô các bác nhá. Đây, trong quá trình vận chuyển nó có bị chảy xước thì nhà em có làm lại rồi. Sơn này các bác không có lo nó bị bong chóc gì đâu. Bảo hành cho các bác 1 năm. Rinnai KGE31 NSGL. Khi nhận bếp thì các bác kiểm tra cái mã này giúp em Hương này, xem là có đúng cái bếp em Hương lên video hay không. Đối với cái dòng bếp ga Nhật, dù đời thấp hay đời cao, dù chừng từ những năm 90 hay là 2023 thì nó vẫn đầy đủ các cái tính năng, đó là an toàn và tiết kiệm các bác nhé. Bếp ga Nhật nó gói gọn trong 4 chữ an toàn tiết kiệm. Đấy, ngọn lửa rất là xanh, các bác sẽ không có lo nó bị đen nồi đâu. Các bác nhìn này, lửa như thế này thì rất là vừa các bác nhé. Đấy, lửa rất là đẹp. Những bác nào mà đang muốn tìm kiếm một cái chiếc bếp mà đập thùng gọi là mới ấy, thì mới 100% ấy, thì các bác bỏ qua video này giúp em Hương. Tại vì đây là hàng bãi, hàng nhà em là hàng đã qua sử dụng rồi, không phải là hàng mới các bác nhé. Khi không có nồi thì bếp tự động giảm nhỏ lửa đây các bác ạ. Đấy, khi mà muốn vặn nó nhỏ lại thì các bác cứ vặn theo ngược theo chiều kim đồng hồ các bác nhé. Đấy, mình vặn nhỏ dần. Đấy, vặn theo chiều kim đồng hồ. Bây giờ em sẽ test cái tính năng là gió thổi tắt bếp của cái chiếc bếp này các bác nhé. Chỉ 1,9 triệu thôi. 1,9 triệu là các bác có thể sở hữu một chiếc bếp ga nội địa Nhật rồi. Đấy, mặt men. Vận chuyển thì nó không có tránh bị một vài chỗ xây xước. Đây, thấy các bác nhé. Đây, nó bị chảy một chút xíu ở đây thôi. Đây nè. Đấy, bếp đã báo khóa ga rồi cả nhà. Hai bếp đã báo khóa ga rồi các bác nhé. Rất là an toàn. Tự động tắt bếp, khóa ga khi mà có gió thổi này, nước trào và cạn nước. Khi các bác nấu quên thì cũng không lo nó bị cháy nồi đâu. Đây, tim cảm biến đây cả nhà. Điểm ưu việt của chiếc bếp ga Nhật nó nằm ở cái tim này này. Và cái hệ thống cảm biến ở trong bếp. Tim cảm biến này đo nhiệt độ dưới đáy nồi. Khi mà mình đặt nồi lên trên đây thì cái nồi, đít nồi nó sẽ chạm vào cái tim này. Đấy, sẽ chạm vào cái tim này các bác nhé. Khi nhiệt độ mình nấu hết nước đi thì nhiệt độ dưới đáy nồi nó sẽ cao hơn đúng không ạ? Nó sẽ nóng hơn, nó sẽ cao lên. Đến 250 độ C thì bếp sẽ tự động tắt bếp khóa ga. Rất là an toàn. Tắt bếp khóa ga luôn các bác nhé. Sau 15 giây nó sẽ khóa ga. Đây là khay nướng và vị nướng. Vị nướng thì bằng inox, còn khay nướng thì có mạng các bác nhé. Trên nấu dưới nướng cùng một cái thời gian nấu nướng thôi, nhưng mình có thể chế biến rất là nhiều món ăn cho gia đình. Tiết kiệm thời gian.
tiết kiệm thời gian, là tiết kiệm tiền bạc, tiết kiệm sức lực, tiết kiệm mọi thứ các bác ạ. Đây này các bác nhìn này, cái lưỡi nó rất là xanh. Đấy, phía trong lò nướng này thì rất là sạch sẽ thôi, không có vết gì xét gì đâu các bác. Sau khi nhận bếp về thì nhà em cũng vệ sinh rất là sạch sẽ rồi, lau chùi cẩn thận, có phun cho các bác một cái lớp chống dỉ sét trong đây nhá. Đấy, mặt men đây này, các bác có thể nướng tôm, cá, mực, hải sản, rau củ quả, nước xúc xích. Ví dụ như trong trường hợp mà đến 11, 12 giờ đêm rồi, mình đói bụng, mình không có thể đi ra hàng, ra quán được, thì các bác có thể là có gì nướng ấy, xúc xích này, rồi bánh mì. Đấy, mình có thể chế biến các bữa ăn sáng cho con của mình thôi. Hai bếp nấu và một bếp nướng. Bếp ga mà có thể nướng được thì nghe có vẻ hơi lạ, nhưng mà gọi là cũ người mới ta các bác ạ. Mình bây giờ mình biết đến cái sản phẩm này. Những bác nào mà chưa biết thì có thể tham khảo trên bếp này các bác nhé. Bác nào mà đang còn phân vân, chưa biết shop em Hương có uy tín hay không, thì có thể kết bạn Zalo với em. Facebook của em cũng là Hương Bùi, Zalo là số điện thoại 0359014200, YouTube là Hương Bùi Nhật Bãi các bác nhé. Đấy, chiếc bếp này 1,9 triệu thôi, 2013. Bác nào quan tâm tới cái chiếc bếp này thì liên hệ em. Bây giờ em sẽ lắp và test cái chiếc bếp 2,2 triệu cho các bác nhé. Rồi, chiếc bếp 2,2 triệu các bác nhé. Đấy, chiếc bếp 2,2 triệu thì mặt đen và thân nâu đen luôn. Thành vách thì cũng đẹp thôi, không có dị xét, không có vuông nó vuông thành đúng cạnh thôi, không có bị sao hết. Đây, cái mặt này thì nó không có bị móc méo gì nên là em để nguyên này. Đấy, cái mặt sau này em để nguyên, còn cái mặt này thì sơn tĩnh điện, sơn ô tô các bác nhá. Đây, trong bếp thì em lên video em cũng sẽ nói rõ tình trạng bếp cho các bác để các bác có thể tham khảo yên tâm là chỗ nào có sơn hay là chỗ nào không sơn. Đấy, hai chiếc bếp này thì đều bằng kiềng, kiềng của nó là bằng thép không dỉ này. Bếp chiên lửa thì bằng nhôm hợp kim các bác nhá. Đấy, nhôm hợp kim hết. Em test nó hơi có nóng nên là thôi em chẳng cầm lên nữa đâu. Bác nào mà ưng cái chiếc bếp này thì các bác cứ gọi cho em thôi, em sẽ quay clip trực tiếp cho các bác xem, quay video trực tiếp cho các bác nhá. Đây các bác này, đấy, lửa này, đẹp không ạ? Rất là đẹp. Em Hương để nó xoay nên là hơi khó. Rồi, ok. Mặt đẹp các bác nhá, mặt các cái góc cạnh này không có bị chảy xước đâu. Lửa rất là xanh, không lo bị đen nồi cháy nồi các bác nhé. Rinnai CHM33DGL. Đấy, cái mã này các bác xem video và khi nhận hàng thì kiểm tra cái mã đây giúp em Hương. Đấy, không có nồi ở trên bếp nên là nó tự động nó giảm nhỏ lửa lại, rất là thông minh đúng không ạ? Đấy, bác nào muốn xem cái nội thất thì em Hương mở cho các bác xem luôn. Hình thức thanh toán thì bên em Hương có cọc các bác nhé. Các bác cọc giúp em Hương lấy 300 ngàn để lấy chi phí vận chuyển. Vào đến nơi các bác cứ kiểm tra bếp, đúng cái bếp em Hương lên video, đúng như cái sản phẩm giới thiệu thì thanh toán hết giúp em Hương. Còn nếu mà không đúng em Hương sẽ đền cọc gấp 5 lần cho các bác. Thì có một bác hỏi đùa là lúc đấy thì biết tìm em ở đâu mà bắt đền. Tại vì kênh này kênh em bán hàng mà số điện thoại rồi tất cả các thông tin của em là đều công khai. Nên nếu mà em bán không uy tín thì sẽ không có làm ăn lâu dài được đâu ạ. Một vài trăm ngàn thì nó cũng không nhiều, các bác đã tin tưởng thì các bác mới mua bếp bên em. Nhưng mà cũng không phải là đa số, rất ít thôi, rất ít thôi. Nhưng mà cũng có rất là nhiều bác mua hàng chắc như đinh đóng cột rồi, đúng cái bếp em gửi và những cái cộng tác viên bên em gửi, nhưng mà đến nơi vẫn rất là nhiều lý do không nhận. Khi mà không nhận hàng rồi thì mình có trăm vàn lý do để mình có thể từ chối. Nên là để tránh cái tình trạng như thế thì các bác cứ cọc giúp em Hương nhá. Không đúng thì các bác cứ lên trên kênh các bác bình luận như thế thì shop này bán hàng treo đầu dây bán thịt chó như thế. Nếu mà chỉ cần lấy 10 bình luận như thế thôi thì chắc chắn là sẽ không còn ai mua hàng bên shop em nữa đúng không? Đấy. Làm ăn thì phải lâu dài, phải uy tín thì mới bán được hàng. Còn bếp thì tất nhiên là cũng có, nó cũng sẽ phát sinh lỗi. Nhưng mà cũng sẽ cố hết sức để khắc phục cho các bác thôi. Hàng mới nó còn lỗi chứ huống hồ gì hàng bãi. Đồ điện tử, đồ các cái mạch như thế này. Đây lửa khi mà mới nhận bếp về này các bác bật nó chưa có lên thì các bác bật đi bật lại giúp em luôn 2-3 lần cả nhà nhá. Đây lửa rất là xanh này các bác này. Trên nấu dưới nướng, mình thay đổi món ăn cho cả gia đình.
Sau em Hương sẽ test cái tính năng là gió thổi vào chiếc bếp này. Chiếc bếp này khi muốn vặn nhỏ lại thì các bác cũng cứ vặn theo cái chiều kim đồng hồ thôi. Khi bật bếp thì mình vặn theo ngược chiều, còn khi mà giảm nhỏ thì mình vặn theo chiều kim đồng hồ. Đấy, khi giảm nhỏ lửa nhất thì nó sẽ như này. Khi mà ga nó ổn định thì nó sẽ không có còn phập phồng nữa đâu. Ở dưới đây cũng đã lắp lưới chống chuột cho các bác rồi. Các bác mua bếp về thì chỉ việc cắm dây ga vào và sử dụng thôi các bác ạ. Không cần phải làm theo các thao tác gì đâu. Số nhà em Hương chỉ bán bếp ga thôi cả nhà nhé. Còn nếu mà các bác mua van ga thì liên hệ với cửa hàng ga gần nhất để mua ạ. Đây ạ, bếp đã báo đèn đây là đã khóa ga rồi. Cái chiếc bếp ban nãy thì khóa ga bằng âm thanh, còn chiếc bếp này thì khóa ga bằng đèn nhấp nháy. Thực ra không phải lỗi đâu các bác nhé, thì tùy vào cái thiết kế của bếp thôi. Cái bác nào ưng cái chiếc bếp nào thì liên hệ em Hương. Chiếc bếp này đời 2018 em bán với giá là 2,2 triệu. Chiếc bếp 2013 em Hương bán với giá là 1,9 triệu. Các cái tính năng công dụng của bếp Nhật thì đều như nhau các bác nhé. Cái bếp đời cao bán giá cao hơn một chút để bù lại những cái chiếc bếp đời thấp hơn thôi. Còn các bác cứ yên tâm đi, không có sao hết. Nhà em Hương bảo hành cho các bác 1 năm. Sau 1 năm thì vẫn hỗ trợ sửa chữa. Và các cái phụ kiện của bếp thì nhà em Hương cũng có bán. Kiềng này, bếp chia lửa, rồi cảm biến, IC nhà em đều có bán hết. Rồi bác nào quan tâm tới chiếc bếp nào thì liên hệ em Hương các bác nhé. Ngoài những cái dòng bếp quốc dân như thế này ra thì nhà em còn rất là nhiều sản phẩm đa chức năng, full chức năng, mặt kính, hàng mặt gãy, dòng VIP, dòng cao cấp các bác nhé. Rất là nhiều bếp cho các bác có thể lựa chọn phù hợp với nhu cầu tài chính của mình. Rồi em Hương cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo của em Hương ạ. Các bác vào xem kênh thì nhớ cho em Hương xin một nút đăng ký các bác nhé.